đứng trước quả đá phạt đang là Lê Tấn Tài. Rất nguy hiểm và bàn thắng dành cho cầu thủ Hà Nội để họ vươn lên dẫn 1-0. Và Đỗ Duy Mạnh sau khi ghi bàn hướng tới chiếc xe cứu thương của Đỗ Hùng Dũng. Đó là bàn thắng dành tặng cho người đồng đội của mình. Tỷ số là 1-0 ở phút thứ 35. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội. Một cú chéo bóng về phía cột xa. Cả Kiêu Vane và Duy Mạnh đều đã băng vào và cuối cùng thì trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội lập công. Cũng giống như Duy Mạnh, giống như cầu thủ Hà Nội, có lẽ là tất cả các cổ động viên của Việt Nam vào lúc này đều đang mong muốn chấn thương của Đỗ Hùng Dũng có thể không ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Đoàn Anh Việt đã phải nhận thẻ vàng, đánh đầu. Dứt điểm. Và dứt điểm của Lê Văn Xuân. Tấn Tài. Và không chiến thành công của Đoàn Anh Việt. Dứt điểm. 3-0. Một cú demi volley rất hay của Lê Văn Xuân. Đây có thể nói là một cú sốc đối với huấn luyện viên Hoàng Thọ cho đến lúc này. Ở tình huống dứt điểm đầu tiên thì Lê Văn Xuân đã không chiến thắng được hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh. Nhưng ở cú sút demi thứ hai, cú sút nửa nẩy bóng đi căng như kẻ chỉ, thì rõ ràng là Hoàng Anh đã phải vào lưới nhặt bóng. Một cú sút có chất lượng cực cao. Đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của bóng đấu này, không thể khác được. Bàn thắng đầu tiên của Lê Văn Xuân ở mùa giải năm nay. Hoàng Đức chặt bóng rất mềm mại, đánh đầu. Tỷ số được mở dành cho Viettel. Đó không phải là một pha đánh đầu mà đó là một pha dứt điểm của Quế Ngọc Hải. Trung vệ bên phía Viettel đã mở tài khoản bàn thắng dành cho Cơ Lốc Đỏ ở mùa giải năm nay. Papelma đã đứng khá sâu và vô tình anh đã khiến cho Quế Ngọc Hải không rơi vào tư thế việt vị. Một pha dứt điểm rất tốt của một trung vệ. Bóng đi qua hai chân của Trần Đức Cường. Rất hoàn hảo. Một pha chọn vị trí rất tốt của Quế Ngọc Hải. Người truyền cũng hay mà người dứt điểm cũng tài. Nó khác hẳn với hai pha dứt điểm của Kai Khe và Petro Paulo. Quế Ngọc Hải âm thầm băng lên và không ở vào tư thế việt vị. Sức ép đã được giải tỏa phần nào. 1-0 dành cho Viettel ở trận đấu mà họ được chơi trên sân nhà. Nguy hiểm. 1-0 cho Viettel và đó là sai lầm của Văn Hoàng cùng với hàng phòng ngự đội bóng áo vàng. Bùi Tiến Dũng đã có bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này và vẫn là một pha không chiến quen thuộc. Ký bản hợp đồng 3 năm tiếp theo đối với câu lạc bộ chủ quản Viettel. Đó là một bản hợp đồng không được tiết lộ về giá trị chuyển nhượng nhưng cũng sẽ là một bản hợp đồng cực khủng đối với các cầu thủ Viettel. Pha bóng này thì là một pha bóng mà Bùi Tiến Dũng đã bật rất cao tranh chấp với các cầu thủ phòng ngự của đội bóng áo vàng. Văn Hoàng thì đã lưỡng lự trong việc chọn điểm rơi. Bradau. Washington Bradau qua người. Vẫn là Washington Bradau. Không dành cho anh Gia Lai. Hai bàn thắng chỉ trong vòng có 5 phút. Hiệp 1 là một đấu chặt chẽ, không có nhiều cơ hội, không có nhiều những tình huống dứt điểm. Nhưng chỉ trong vòng 15 phút thi đấu vừa qua thôi, đã có hai pha lập công đều bằng những tình huống dứt điểm bằng chân trái. Lần lượt là Công Phượng và Văn Thành. Đây chính là đóng góp đáng kể nhất của Washington Brandao kể từ đầu trận đấu. Nhưng chỉ một thôi, cùng đó là pha dứt điểm của Văn Thành đã giúp cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai nhân đôi cách biệt. Và đây cũng là pha lập công thứ hai của Văn Thành trong hai lần đối đầu với Viettel trên sân vận động Hoàng Đế. Một pha dứt điểm quá khó cũng như cách mà Công Phượng đã mở tỷ số. Ở trận đấu mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai để thua 1-4 Viettel ở giai đoạn này thì Văn Thành là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng phố núi. Mọi thứ đã thay đổi khá trong vạnh sau hiệp 2 bắt đầu. Và phối hợp quá khó giữa Zaha và Pedro Paulo. Washington Bradau lùi về bên phía phần sân nhà, tìm kiếm bóng. Cơ hội! Văn Toàn! 3-0 rồi! 3-0 cho Hoàng Gia Lai! Đó là cú đúp của Văn Thành.
Washington Brandao, người đã mở ra đợt tấn công này, lùi về bên phía phần sân nhà, giành lại quyền kiểm soát và mở ra và phối hợp dẫn tới bàn thắng của Văn Thành. Và bàn thắng thứ 3 này thì nó vẫn giống như một kịch bản của hai pha lập công trước đó, vẫn là một tình huống tấn công bên phía cánh phải theo hướng của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đây là tình huống mà Văn Thành cũng rất tỉnh táo khi không tham gia nhận bóng. Trước đó thì Văn Thành có lẽ đã rơi vào thế biệt vị và để cho Văn Toàn băng xuống, và mình là người tiếp tục cũng như ghi tên mình trên bảng tỷ số với pha lập công thứ hai của cá nhân số 17. Nguy hiểm! Như vậy đã có bàn thắng sớm, bàn thắng ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Có lẽ người ghi bàn là trung vệ Hồ Tấn Tài. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Hồ Tấn Tài được bố trí trong vai trò của một tiền vệ, hậu vệ đá cánh. Tuy nhiên Tấn Tài tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình. Hồ Tấn Tài là trung vệ Sergio Ramos, trung vệ nổi tiếng của câu lạc bộ Real Madrid, và những tình huống cố định như thế này Hồ Tấn Tài đã thực hiện và đã thành công không biết bao nhiêu lần ở mùa 2020. Một hậu vệ biết ghi bàn. Bình Định đang chơi hết sức hứng khởi. Không được, vẫn là Di Mario. Dứt điểm. Ba! Cầu thủ ghi bàn không ai khác lại là hậu vệ phải Hồ Tấn Tài, người con của Bình Định. Sau rất nhiều năm không chơi cho đội bóng quê hương thì Hồ Tấn Tài đã trở về với Top Belém Bình Định. Và hôm nay một lần nữa anh lại ghi bàn. Quá đẳng cấp. Thật sự là quá đẹp. Các tiền đạo nếu xem tình huống dứt điểm này của Hồ Tấn Tài thật sự thì còn phải học rất nhiều. Hendiro. Đánh đâu, 3-0. Hồ Tấn Tài là người nâng tỷ số lên 3-0. Rất tuyệt vời. Rất đông các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh có mặt trong vùng 16m50. Còn pha đảo chân của Hendiro không khác gì Riyad Mahrez, rất mềm mại và kỹ thuật. Barros đã lùi về nhưng anh không theo kèm đối với Hồ Tấn Tài. Quá dễ dàng, không ai bật lên tranh chấp quá gắt gao đối với Hồ Tấn Tài. Và hậu vệ màu số 4 đã có bàn thắng thứ 3 cho riêng mình ở mùa giải năm nay. Vượt qua khá nhiều các cầu thủ Nam Định. Pedro Paulo đánh gót. Cười trong hoàng. Tỷ số là 2-1 dành cho Viettel. Rất tuyệt vời. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2, Trọng Hoàng đã giúp Viettel nâng tỷ số lên 2-1. Chúng ta cùng xem lại vẻ đẹp của bàn thắng này. Rất vừa tầm. Pedro Paulo đánh gót vào khoảng trống rất lớn. Và Trọng Hoàng băng lên cũng rất tốc độ và một pha dứt điểm lạnh lùng đã đánh bại thủ môn Hồ Văn Tú. Một pha đánh gót như có mắt ở đằng sau của Pedro Paulo. Tiếp theo bên cánh trái là Văn Hào, Cái Kê, Trọng Hoàng dứt điểm, tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ Viettel. Vẫn là Cái Kê và Trọng Hoàng. Lần này thì Cái Kê là kiến tạo cho Trọng Hoàng, bàn thắng quá đẹp và phối hợp rất hay của cầu thủ số 7 và cầu thủ số 8. Bàn thắng thứ hai của Trọng Hoàng mùa giải năm nay. Một lần nữa thì Vũ Minh Tuấn đã mở ra một đường truyền có thể nói là rất triển vọng trong pha tấn công vừa rồi của câu lạc bộ Viettel. Để mất bóng rất nguy hiểm, đây là Trọng Hoàng. Sút bóng. Tỷ số được mở cho cầu thủ Viettel. Như đã nói thì đây chưa phải là thời điểm mà người ta có thể kiểm chứng thực sự tất cả những ứng cử viên vô địch ở mùa giải năm nay, bởi mọi thứ trên bảng xếp hạng là vô cùng trơn trội. Nhưng đây là pha bóng mà Trọng Hoàng đã để lại dấu ấn đầu tiên của trận derby thủ đô.
Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Cú đá đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Viettel. Bóng khẽ chạm vào chân của Moses, nhưng đó là một tình huống dứt điểm đầy uy lực của Trọng Hoàng.